dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các đoàn công tác của tỉnh ủy, thị ủy, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn đi dâng hoa, dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thị xã Nghi Sơn mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật
về xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và các quy định của pháp luật có liên quan. Cẩn trọng khi mua thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng online. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 7, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dâng hoa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Nghi Sơn, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn. Cùng tham gia có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Về phía thị xã Nghi Sơn, có đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể thị xã. Tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Nghi Sơn, trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học Phạm Văn Thọ ở xã Định Hải, thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu ở phường Nguyên Bình. Đến thăm và tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các đối tượng, gia đình chính sách, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến những cá nhân, gia đình có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, sáng ngày 17 tháng 7, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà gia đình các đối tượng nhiễm chất độc hóa học và thương binh trên địa bàn phường Hải Hòa. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã. Các đồng chí là Bí thư Thị đoàn, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã, Hội Nông dân, cấp ủy chính quyền phường Hải Hòa. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Trọng Thảo bị nhiễm chất độc hóa học ở tiểu khu 5, thăm gia đình ông Nguyễn Đức Miên bị nhiễm chất độc hóa học ở tiểu khu 4, thăm gia đình ông Mai Xuân Hạnh, thương binh 2/4 ở tiểu khu 1. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và các đồng chí trong đoàn công tác đã tặng quà của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã cho các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và mong các gia đình vượt qua những đau thương mất mát, luôn đoàn kết gương mẫu để động viên con cháu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 7, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã đi thăm tặng quà cho các gia đình bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Hải An và phường Nguyên Bình. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã và cấp ủy chính quyền phường sở tại. Tại phường Hải An, đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Đình Hồng, thương binh 4/4 ở tổ dân phố 1, phường Hải An. Ông Nguyễn Trọng Kiên, thương binh 2/3 ở tổ dân phố 3. Bà Lê Thị Bình, vợ liệt sĩ ở tổ dân phố 4. Tại phường Nguyên Bình, đoàn đã tới thăm gia đình ông Tằng Đình Thanh, thương binh 3/4, tổ dân phố Vạn Thắng 1. Ông Lê Văn Giám, nhiễm chất độc hóa học ở tổ dân phố Vạn Thắng 2. Thăm gia đình ông Nguyễn Đình Hải, nhiễm chất độc hóa học ở tổ dân phố Nổ Sáp 1. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, cùng các đồng chí trong đoàn công tác, đã tặng quà của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã cho các gia đình bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Đồng thời thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình và bày tỏ tình cảm,
sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, công hiến của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngày 17 tháng 7, đoàn công tác của Công đoàn Cơ quan Thị ủy, Khối đoàn thể và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã do đồng chí Lê Thị Hường, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Thị ủy, Khối đoàn thể đã đi thăm hỏi tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và cựu thanh niên xung phong. Cùng đi có đại diện Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và chính quyền sở tại. Đoàn đã đến thăm hỏi 4 gia đình thân nhân liệt sĩ của đoàn viên Công đoàn Cơ quan Thị ủy, Khối đoàn thể tại phường Hải Ninh, Hải Hòa và xã Thanh Sơn. Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã trao tặng 30 suất quà cho gia đình thân nhân các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại các xã phường Hải Ninh, Hải Châu, Hải Hà và Nghi Sơn. Tại những nơi đến thăm và tặng quà, các đồng chí trong đoàn công tác đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến những hy sinh đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong đã hy sinh, cống hiến sức lực, xương máu của mình vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách cố gắng khắc phục khó khăn, bệnh tật, tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các đồng chí trong đoàn cũng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình đối tượng chính sách, người có công để phối hợp với các phòng ban chức năng, chính quyền sở tại thường xuyên quan tâm, động viên và giải quyết kịp thời chính sách hậu phương quân đội nhằm thực hiện tốt pháp lệnh người có công của Đảng, Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và các quy định của pháp luật có liên quan. Dự và tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, công chức Phòng Tư pháp, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, công chức tư pháp hộ tịch phụ trách xây dựng tiêu chí xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật các xã phường, trưởng các thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn. Thời gian qua, công tác xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Nghi Sơn luôn được Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Kết quả năm 2023, trên cơ sở kết quả đánh giá việc xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định công nhận 30 trên 31 xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96,8%. Chính quyền và nhân dân trên địa bàn đã thực hiện cơ bản đầy đủ và hiệu quả các quy định về xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn còn một số hạn chế như nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn và nhân dân trên địa bàn chưa hiểu đúng, đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ cũng như quy định của pháp luật về xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật, những giá trị pháp lý và giá trị đạo đức chưa được thực hiện đầy đủ, có nơi còn bị vi phạm. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định của pháp luật có liên quan. Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 là cơ hội để đội ngũ cán bộ, công chức, các đồng chí trưởng thôn, tiểu khu, tổ dân phố, các hòa giải viên trên địa bàn hiểu và thực hiện đầy đủ hiệu quả các nội dung về xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức và chính quyền cấp xã, phường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 7, Ban An toàn Giao thông thị xã Nghi Sơn và 31 xã phường
đã tổ chức đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã. Trong đợt ra quân này, Ban An toàn giao thông thị xã và các xã phường đồng loạt ra quân giải tỏa tất cả các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên các tuyến đường, đặc biệt là tại các tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 47B, đường Nghi Sơn Sao Vàng, đường Nghi Sơn Bãi Trành, tỉnh lộ 506, 512, 513, 525, các tuyến đường phân khu, khu kinh tế Nghi Sơn, các tuyến đường trục chính tại các phường xã, tập trung giải tỏa các vị trí khu dân cư, đường cong, ngã ba, ngã tư, các điểm kinh doanh buôn bán họp chợ cóc, các hộ gia đình còn tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, giải tỏa các vị trí kinh doanh vật liệu xây dựng, lều quán, bán máy, lấn chiếm, sử dụng đất của đường bộ, làm bãi sửa xe ô tô, xe máy, cắt cây, tỉa cành che khuất tầm nhìn, có nguy cơ gãy đổ gây mất an toàn giao thông, thực hiện biện pháp ngăn chặn chống tái lấn chiếm. Để đạt được kết quả đề ra, Ban An toàn giao thông thị xã Nghi Sơn yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã huy động tối đa các lực lượng cán bộ chủ chốt, đoàn thể, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, lực lượng công an, dân quân tự vệ đồng loạt ra quân, tổ chức tuyên truyền đến nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực hiệu quả, tổ chức lực lượng tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, nhà tạm, các loại cổng chào lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường, vệ sinh các tuyến đường khu phố. Các thành viên Ban An toàn giao thông thị xã được phân công phụ trách tại các địa bàn, thực hiện nghiêm công tác chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công tác triển khai của các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã được thực hiện từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 năm 2024. Thông qua đợt cao điểm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường sắt, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã. Thưa quý vị và các bạn, có một loại bệnh không tồn tại dưới dạng virus, nhưng sức lây lan và mức độ ảnh hưởng rất khủng khiếp. Nhiều người gọi đó là bệnh dại trên không gian mạng. Vì tiền và những dụng ý khác, gần đây nhiều nhà sáng tạo nội dung số đã bất chấp nhiều quy định về đạo đức, văn hóa, tôn giáo và pháp luật để sản xuất ra các nội dung bẩn, dung tục, cổ suý cho tình dục và bạo lực. Trên một số nền tảng mạng xã hội còn có nhiều video xuyên tạc, bóp méo sự thật liên quan đến một số vấn đề chính trị của đất nước, nhất là liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, làm ảnh hưởng không tốt đến những chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước ta đang kiên định, kiên trì thực hiện. Truyền bá lan tỏa những điều không đúng sự thật, kích động bạo lực và dục vọng trên không gian mạng, dù không làm chết người ngay, nhưng tiềm tàng nguy cơ làm chết cả một thế hệ. Bởi ở độ tuổi vị thành niên, các bạn trẻ là đối tượng tiếp cận với những nội dung này rất nhiều, đã bắt đầu có dấu hiệu dậy thì và có sự tác động của hormone tình dục, khiến tò mò mong muốn khám phá các vấn đề liên quan đến tình dục. Nếu không được giáo dục giới tính một cách hiệu quả, giới trẻ sẽ xuất hiện những suy nghĩ lệch lạc, từ đó dẫn đến những hành vi tình dục không đúng đắn. Rất nhiều vụ án cưỡng hiếp và bạo lực xảy ra gần đây liên quan đến người trẻ. Trong đó có những hung thủ thừa nhận bị tác động bởi những video bẩn trên mạng. Một khi những video này còn được người sáng tạo nội dung số cố tình làm ra và người trẻ dễ dàng tiếp nhận, thì sự nguy hại cho xã hội còn tiếp diễn. Gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: muốn thức tỉnh dân tộc, phải thức tỉnh thanh niên, vì thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần là do thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, để từ đó đặt ra yêu cầu đẩy mạnh hơn công cuộc chuyển đổi số. Bởi theo Thủ tướng, để công cuộc chuyển đổi số thành công, đòi hỏi người trẻ không chỉ có kiến thức kỹ năng để làm chủ công nghệ
mà hơn thế cần phải có một cái đầu lạnh, trái tim nhiệt huyết, biết phân tích, biết cái gì cần tiếp nhận, cái gì cần lên án, đấu tranh và đào thải, để môi trường mạng trong lành, sạch sẽ hơn, đời sống ngày càng trở nên tốt đẹp. Người trẻ không chỉ đồng hành cùng bạn trẻ trong chuyển đổi số, đấu tranh với những hành vi lệch lạc trên không gian mạng, đưa bạn trẻ trở lại quỹ đạo, người trẻ còn phải đóng vai trò tiền phong, căn cốt trong các lực lượng đấu tranh phản biện xã hội, để cả xã hội cùng thức tỉnh, thoát ra khỏi những u mê cạm bẫy trên không gian mạng. Nhiều mô hình tuổi trẻ gắn với công nghệ và nhóm phản biện trên mạng xã hội đã được người trẻ thiết lập. Mong rằng những người trẻ sẽ mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, là chủ thể tiên phong tấn công vào một mặt trận khó khăn và phức tạp để ngăn lại căn bệnh dại đang lây lan trên không gian mạng. Thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cho biết, hiện nay một số dịch bệnh lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng, đồng thời cũng ghi nhận rải rác các trường hợp mắc một số bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine. Do đó, Bộ Y tế vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2024. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị, ngành y tế chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong giai đoạn mùa hè, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế, thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, rà soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi, vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch. Đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống sôi, phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng. Trong công điện, Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, đảm bảo sẵn sàng công tác hậu cần, thuốc, thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, một cái máy tính bảng và vài thao tác đơn giản là có thể tìm và mua được nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng khác nhau trên mạng xã hội. Từ thuốc điều trị các bệnh lý đơn giản đến thuốc đặc trị các bệnh nan y như ung thư, tiểu đường, viêm gan B, C, thậm chí những loại bệnh thầm kín, khó nói cũng có thể giải quyết qua môi trường mạng. Chợ thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng online. Thời đại số hóa, bất kỳ mặt hàng nào cũng được giao bán tràn lan trên mạng, từ đồ dùng, gia dụng, đồ điện tử, mỹ phẩm, quần áo, thậm chí cả thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng cũng được các dược sĩ, bác sĩ tự phong mời chào người tiêu dùng. Vốn bị bệnh tiểu đường lâu năm, ông Hát đã nghe theo quảng cáo trên mạng về một loại thuốc gia truyền ba đời, chỉ uống một liệu trình sẽ khỏi. Người ta vẫn nói có bệnh thì phải vái tứ phương. Tôi cũng không ngoại lệ, sau khi nghe quảng cáo về liệu trình, được bác sĩ gọi điện tư vấn nhiệt tình, bắt bệnh đầu chuẩn đấy, nên tin tưởng, xuống tiền, mua luôn một liệu trình với 10 hộp thuốc trị giá 4.499.000 đồng để điều trị bệnh tiểu đường. Sau khi nhận được thuốc, tôi nhận thấy bao bì trông khác so với hình ảnh cơ sở quảng cáo trên mạng. Khi sử dụng, tôi thấy không có tác dụng như những lời bác sĩ quảng cáo, ngược lại còn cảm thấy có cảm giác lâm râm đau dạ dày. Tôi đã mang thuốc đến bác sĩ kiểm tra và họ xác nhận đó là thuốc giả. Liên hệ với cơ sở tôi đặt mua thì không nhận được hồi âm, điện thoại cũng ngoài vùng phủ sóng. Các từ khóa: mua thuốc online, quầy thuốc online uy tín tiện lợi, mua thuốc online chính hãng, hàng nội địa sách tay, Google kê đơn thuốc, thu hút đông đảo người tiêu dùng quan tâm. Đặc biệt, những thuốc được quảng cáo là hỗ trợ điều trị ung thư, thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân cũng được đăng bán tràn lan trên mạng như Pocodan Nhật Bản, nọc bọ cạp xanh Cuba, Biolipsin và các loại vitamin bổ sung cho trẻ được nhiều người quan tâm chốt đơn mà không hỏi về giấy tờ, nguồn gốc và xuất xứ. Là mẹ bỉm sữa Gen Z, bạn L bộc bạch giờ thay vì lựa chọn cách mua thuốc truyền thống như ra quầy thuốc, đến bệnh viện, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền, người tiêu dùng lại tìm đến mạng xã hội. Tuy tiện lợi, nhưng để lựa chọn mua thuốc cho gia đình theo hình thức online này quả thực là quá rủi ro.
lời quảng cáo có thể hấp dẫn, công dụng được thần thánh hóa, nhưng rồi liệu nếu xảy ra biến chứng, tác dụng ngược lại, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Hiện nay có hàng loạt bác sĩ, dược sĩ online khiến người tiêu dùng như chúng tôi thực sự rất hoang mang. Mình khuyên mọi người nên cẩn thận và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mua thuốc, thực phẩm chức năng online. Nên mua từ những nguồn uy tín có xuất xứ rõ ràng và tốt nhất nên trực tiếp đến các hiệu thuốc, đặc biệt là bệnh viện để mua, đặc biệt là các loại thuốc, thực phẩm chức năng cho mẹ và trẻ em. Cần có chế tài đủ mạnh để răn đe. Thực tế, hình thức kinh doanh thuốc online đã nở rộ và diễn biến phức tạp vài năm gần đây. Không ít cá nhân công khai chào bán các loại thuốc, thực phẩm chức năng thông qua các phiên live stream công khai. Có những loại thuốc theo quy định phải có bác sĩ kê đơn, nhưng bất chấp các cơ sở vẫn vô tư, tư vấn và bán. Việc kinh doanh các sản phẩm thuộc về sức khỏe con người như kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng trên môi trường mạng phức tạp đến mức độ nào, thật giả lẫn lộn. Điểm chung của các đơn vị kinh doanh này là dùng những lời có cánh để câu khách hàng. Thế nhưng rất khó biết chính xác ai là người bán và việc quảng cáo đó có được cấp phép hay không, hay chỉ là chiêu trò lừa đảo vi phạm pháp luật nhằm trục lợi cho cá nhân hay một nhóm người nào đó. Luật Dược năm 2016 đã quy định thuốc là loại hàng hóa đặc biệt và chỉ được bán lẻ dưới 4 hình thức: nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế xã phường và cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền. Đây là loại hình kinh doanh có điều kiện, phải được cơ quan y tế thẩm định, kiểm tra, phải được thực hành tốt tiêu chí bán lẻ thuốc. Trong đó, mỗi nhà thuốc bắt buộc phải có dược sĩ phụ trách chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề dược, có nhân viên bán thuốc, có cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy định để đảm bảo các hoạt động chuyên môn. Để tránh tình trạng tiền mất tật mang, ngành y tế khuyến cáo người dân không nên tìm mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng. Khi có những bất ổn về tình trạng sức khỏe, nên đến các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm, khám và có cách điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn thông báo. Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn sẽ tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, dân ca, dân vũ, phục vụ khách du lịch tại khu du lịch biển Hải Hòa. Đây là chương trình nghệ thuật phát triển du lịch năm 2024, phục vụ khách du lịch tại biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, dân ca, dân vũ với nhiều tiết mục đặc sắc do các ca sĩ, tốp múa của nhà hát ca múa kịch Lam Sơn biểu diễn như hát múa Sinh tươi Việt Nam, Việt Nam ngàn năm gấm hoa, múa Vũ điệu biển, Trăng biển, các bài hát ca ngợi về quê hương đất nước, về biển. Thời gian khai mạc 20 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2024, tối thứ 6. 20 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2024, tối thứ 6. Địa điểm: khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Mời quý vị và các bạn đón xem. Agribank chi nhánh Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa trân trọng thông báo, nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn, đáp ứng yêu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế, Agribank chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2024 với lãi suất thấp. Lãi suất năm đầu tiên 6,68% trên năm, lãi suất tiếp theo được xác định bằng lãi suất tham chiếu, bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất, cộng biên độ 2% trên 1 năm, 5 năm đầu và 3% trên 5 năm cuối và trả lãi định kỳ 1 năm một lần. Mệnh giá 100.000 đồng trên một trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, Agribank có quyền mua lại sau 5 năm. Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng dành cho các nhà đầu tư là tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài. Thời hạn Agribank nhận đăng ký mua trái phiếu từ ngày 11 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2024. Nhà đầu tư sẽ được ưu tiên mua theo thứ tự về thời gian đăng ký cho đến khi toàn bộ số lượng trái phiếu được bán hết. Đặc biệt, trái phiếu Agribank có thể lưu ký để thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố trên tài khoản chứng khoán của khách hàng, sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay Agribank với lãi suất hấp dẫn, sinh lời vượt trội, trái phiếu uy tín,
được lựa chọn và phân phối bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hãy liên hệ ngay với các điểm giao dịch của Agribank chi nhánh Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa và Agribank chi nhánh Nghi Sơn, Nam Thanh Hóa trên địa bàn thị xã Nghi Sơn để được tư vấn hỗ trợ. Agribank chi nhánh Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa, địa chỉ Tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, điện thoại 02373-861-021. Phòng giao dịch Hải Ninh, địa chỉ Tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, điện thoại 02373-619-012. Agribank chi nhánh Nghi Sơn, Nam Thanh Hóa, địa chỉ thôn Nam Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, điện thoại 02373-862-073. Phòng giao dịch Xuân Lâm, địa chỉ Tổ dân phố Sự Quần 1, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, điện thoại 02373-972-552. Trái phiếu Agribank 2024, giải pháp đầu tư thông minh và linh hoạt. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Trường Đại học FPT tuyển sinh năm học 2024 các ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, công nghệ truyền thông và các ngành ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc. Đặc biệt năm nay, Trường Đại học FPT mở các chuyên ngành mới rất phù hợp với xu hướng thị trường nhân lực hiện tại như thiết kế vi mạch bán dẫn, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quan hệ công chúng, công nghệ ô tô số. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học FPT được tuyển dụng làm việc toàn cầu, có trong tay hai ngoại ngữ, vững chuyên môn, rộng mở tương lai. Thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có thể nộp hồ sơ bằng kết quả xếp hạng học bạ vào Trường Đại học FPT ngay hôm nay. Nộp hồ sơ sớm, nâng cao cơ hội trúng tuyển, học đúng chuyên ngành yêu thích. Gọi ngay tổng đài tuyển sinh theo số 0328 330088 hoặc truy cập vào website daihoc.fpt.edu.vn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.